Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Suneo. Và hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục với tựa game Bảy Viên Ngọc Rồng. Mình sẽ chơi Gohan đấu với Trơn. Các bạn chơi game này đừng nên mở tiếng nhé, rất là lag luôn. Chưởng mình kìa, nằm luôn rồi. Gohan chưa cuối nữa là bắn ra chưởng Kamehameha rất là mạnh. Không phải này, ở này nè. Ở nó dính ít chứ vậy. Nó có cái chiêu phòng thủ đó các bạn. Gohan thì nó mạnh hơn thằng Son Goku rất là nhiều luôn. Cả mấy cái hang nhỏ luôn. Ấy da. Chôn nó có kiếm dạng. Đó, Kamehameha nhỏ. Để mình cho các bạn gọi chiêu tự dạng đó. Man. Mày có biết tao là con trai của Son Goku không hả? Xem nè. Trời. Kamehameha. Hàm từ cái máu. Ui chứ à. Ây. Bắn thêm lần nữa. Được nè. Chơi mày cản bana luôn. Tiếp. Một cước một. Thấy không? Để mình đổi nhân vật khác nha. Ủa sao này đổi nhân vật được? Kệ chơi thêm hiệp nữa luôn. Chưa gồng bana chứ mày quýnh tao rồi. Hèn, cái đồ hèn. Không đỡ nổi cái cú đó của mình luôn. Cú Han rất là ngầu luôn. Mấy chiêu thích điện này là rất là khó trúng này này. À, chúng một phát là đam lắm. Này thì như này thì nhanh, này thì nhanh, này thì nhanh.
ơi ơi ơi. Và mình xin kết thúc video. Như các bạn thấy video hay, nhớ để lại cho mình một, cho kênh mình một like nhé.